Chào các bác và các bác của chú anh chị em là mấy phiên chợ này không đi rồi, nay có chợ mà không đi được, thì về làm xem có kiếm cái cây nào mà nó tùm thì lại làm tiếp, nhặt thì quyết định nhặt cái việc xưa này ra làm các bạn, làm cho nó đỡ buồn, chứ chợ thì không đi được, cây mới chưa vào được mà may vẫn quá. Đấy, thì cũng để làm cây xưa này bác xem nhé, bác nhìn này, thấy không? Bác nào có theo dõi kênh YouTube của em thì cây này từ lúc mua về cho đến lúc tạo dáng thì đã có video ở trên rồi, nhưng mà sau một thời gian ngắn thì nó phá thế và nó lên rất là kinh, những cái đoạn mầm này là đều đoạn phá thế, thân gốc nó chỉ đoạn này. Đấy, thì hôm nay thì nó cũng chưa già thực sự, nhưng mà thôi cứ làm tỉa đi, nhìn cái nó đỡ lôi thôi. Cái giống này là nó khá là hôi các bác, nó gọi là chắc thối, nó lá non, nhất là cái lá non này, nó cái gió thoảng qua nó mùi nó hôi hôi ấy, cái mùi hôi hôi ấy. Đó, tỉa quét đi, nhìn nó đỡ tối tăm. Đấy, đây nha, hồi nó tùm lắm, quay một lượt thì cũng không nhìn thấy gì. Giờ là cắt tỉa đi rồi người rồi, bác xem nó lộ hình hài như nào quá nhé. Phượng vĩ lá to chùm này thì mình tỉa dăm chơi những lúc mầm như nhú thôi, chơi dăm chơi thế cây thôi, lúc mà nó phá lên lá như này thì nhất là những cây mini này thì mất dáng luôn và liên tục phải tỉa. Đấy các bác, đấy, cho nên những cái bonsai mà người ta chơi thành những cái lá nhỏ đi chuộng hơn, xem là tính ra nào có làm cái gì khác không. Hay là chỉ tỉa rút nó lại rồi, chắc tỉa rút lại cái gót này, nó già đi, xùi đi, xong tính tiếp. Đấy, thì có thể tính ra thế nào khác biệt chọc.
Thank you.
đứng ở đây, con đứng ở đây. Ôi xấu quá, cây nó chỉ có thế thôi, hết làng à. À, cảm ơn này. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi nha.